Tara, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái combo mới nhất cũng như là những combo cho tất cả các mùa cho tất cả các vị tướng Liên Vương. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho Omen trong những cái mùa 19 này cũng như là những cái mùa mới mà chơi khả quan nhất. Thì về phần thứ nhất là phần bán ngọc thì chúng ta sẽ lên là công vật lý và tỷ lệ chia mạng một viên, tỷ lệ chia mạng 1.6%. 9 viên còn lại thì chúng ta sẽ lên là công vật lý và xiên giáp cho băng ngọc đỏ. Nó chính là về vàng bằng băng ngọc đỏ. Và về phần bán ngọc tím thì chúng ta sẽ lên một cái lựa như sau. Chúng ta sẽ lên là tốc đánh và tốc chạy 10 viên luôn nhé, cho bán ngọc tím. Và về phần bán ngọc lục, bất chi bất dịch, công vật lý và xiên giáp 10 viên. Đó là phần về phần bán ngọc cho Omen trong những cái mùa 19 này. Và chắc chắn rồi, những cái build đồ, những cái trang bị mà chưa khả quan nhất mình sẽ thay đổi ở phần trang bị đây. Cái shop đầu tiên chúng ta sẽ lên một cái đôi giày kim cương để kháng những cái hiệu ứng cũng như là những cái thứ phép. Và cái shop thứ hai đó chính là một cái kiếm Phanis để nhận một cái lượng hút máu rất là cần thiết cũng như là 30% tốc đánh rất là cần thiết và một cái lượng công vật lý nằm ở kiếm này. Và giáp thống khổ để nhận thêm giáp cũng như là máu tối đa rất là cần cho Omen khi mà solo. Và phúc hộp kiếm ở cái shop thứ tư nhé, để nhận thêm công vật lý tốc đánh và bỏ ra được. Và cái shop thứ năm là một cái quân du trôi để nhận hộ chiêu và giáp phép cũng như là máu tối đa. Và cuối cùng đó chính là một cái giáp Ria cho Omen nhé. Đó chính là về phần trang bị rất là hit trong những cái mùa 19 này. Và cuối cùng là phù hiệu cho Omen thì chúng ta sẽ lên một cái vực khổ mang thần cỡ nguyên và phù hiệu trung tâm là đấu khí nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là thương chia sẻ kênh cho mau phát triển nha mọi người. Mong mọi người đăng ký kênh để đón nhận những cái combo hết nhất nha.